phong cảnh thiên nhiên quanh ta. Phần 1. Đây là gì đây? Sa mạc. Hoang mạc. Tên tiếng Anh đọc là Desert. Desert. Đây là gì đây? Cồn cát. Cồn cát. Tên tiếng Anh đọc là Dune. Dune. Đây là gì đây? Rừng. Rừng. Tên tiếng Anh đọc là Forest. Forest. Đây là gì đây? Rừng mưa nhiệt đới. Rừng mưa nhiệt đới. Tên tiếng Anh đọc là Rainforest. Rainforest. Đây là gì đây? Ngọn đồi. Ngọn đồi. Tên tiếng Anh đọc là Hill. Hill. Đây là gì đây? Ngọn núi. Ngọn núi. Tên tiếng Anh đọc là Mountain. Mountain. Đây là gì đây? Dãy núi. Dãy núi. Tên tiếng Anh đọc là Sierra. Sierra. Đây là gì đây? Thung lũng. Thung lũng. Tên tiếng Anh đọc là Valley. Valley. Đây là gì đây? Vách đá. Vách đá. Tên tiếng Anh đọc là Cliff. Cliff. Đây là gì đây? Dòng sông. Dòng sông. Tên tiếng Anh đọc là River. River.
Đây là gì đây? Hồ. Hồ. Tên tiếng Anh đọc là Lake. Lake. Đây là gì đây? Thác nước. Thác nước. Tên tiếng Anh đọc là Waterfall. Waterfall. Đây là gì đây? Hang động. Hang động. Tên tiếng Anh đọc là Cave. Cave.